Dự án Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam (CPEE) do Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ. Bộ Công Thương chủ trì thực hiện triển khai từ năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, được đánh giá đã đem lại nhiều hiệu quả. Đây là dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính đồng thời thiết kế và xây dựng bản kế hoạch hành động cho một số ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, xây dựng chiến lược tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp. Tính đến thời điểm kết thúc dự án, đã có 3 thông tư về kế hoạch hành động và định mức tiêu thụ năng lượng trên đơn vị sản phẩm được ban hành cho 3 ngành: hóa chất, đồ uống và nhựa. Thông tư về kế hoạch hành động và định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy và bột giấy dự kiến sẽ ban hành trong năm 2017. Trong khuôn khổ dự án CPEE, chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai rất thành công với 7 doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận tự nguyện về tiết kiệm năng lượng với Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương.